ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Bây giờ mà em hát bài đó là hơi bị mệt đó nha. Vụ gì mệt? Ta sẽ thăm từng nhà. Nghe tưởng bay hết đi lâm mà. Đã trốn trong nhà rồi mà nó tới tới tận nhà nó thăm, rồi thăm từng người nữa. Thăm từng người luôn. Giờ ai nghe tới mà tới tận nhà mà thăm hay gì đó là cũng sợ hết ha. Quá mà sợ bản thân luôn. Mọi người cũng không dám tới nhà thăm nhau nữa. Đúng rồi. Chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 30 tháng 3. Đây là cái hồ cáo ngoài trước nhà của Hồng Loan nè. Từ đó cái hồ cá trước nhà Hồng Loan, quý vị thấy không? Thấy mẹ chân đẹp ghê không? Bông hoa ha. Rồi cá bự lắm. Cá bự lắm. Mà hồi đó mình đâu có rào mấy cái này đâu. Mà nửa đêm á, mấy con bo sùm á, nó vô nó bắt cá. Lâu lâu cái sáng ra cái thấy con chết. Đó, bởi vậy cho nên phải rào cái này lại. Nó nhảy xuống dưới này luôn á quý vị. Mà có hôm á Lộc quay Lộc thấy hả, 3-4 con nó bu lại dưới đây. Mà nó hốt cá của mình lên. Nhìn thấy sợ lắm. Nè nè đó nè, nó lú rồi nè. Thấy con cá bự ra không? Cá khô cá nhà nó cũng Hồng Loan đó. Nó chui vô cái gốc này nó trốn dịch thấy không? Nó không dám đi ra ngoài đường luôn á. Nó giống như mình vậy đó. Đi vòng vòng ở đây thôi à. Ngồi okay. Đây được không? Rồi. Ngồi luôn ha. Ừ. Để coi cái tình hình dịch bữa nay coi. Để coi hôm nay là 159.689 ca bệnh. Chết đó là 2.951. Và chữa được là 5.220. Trời. Ca bệnh cũng tăng nhiều quá. Coi như so với 4 giờ chiều ngày hôm qua, bây giờ là 1 giờ. Và bây giờ 2 giờ trưa thì là ca bệnh tăng 18.000, cũng quá nhiều. Mà chữa được á, thì là hôm nay là được khoảng 800 người được chữa khỏi. Thôi cũng mừng. Chết thì khoảng 200, cũng còn chết nhiều quá. Cái số lượng người chết này á, là đa số là người lớn tuổi. Nhưng mà đừng coi thường nha, vừa rồi cũng có một người trẻ là 17 tuổi đó. Cũng qua đời vì bệnh này đó. Mà thôi mình đừng nói chuyện buồn, muốn mình khả quan chút đi. Ngày hôm nay á, là Hồng Loan nhận được một cái tin rất là vui, là FDA đã approve cho chữa bệnh virus Vũ Hán bằng cái thuốc sốt rét. Đó là cái thuốc mà Hồng Loan nói với quý vị là mấy ngày nay á, là ở bên New York đang thử đó quý vị. Ở trên mạng cũng có một cái video clip về một diễn viên người Hàn Quốc, anh cũng khá là nổi tiếng, thì anh nói là anh thoát được cái chết cũng do nhờ cái thuốc ký ninh mà là thuốc sốt rét này. Hiện tại bây giờ là hầu hết ở khắp nơi trên thế giới là người ta cũng bắt đầu áp dụng cái thuốc trị sốt rét này để chữa bệnh, nhưng mà emergency thôi, chứ nó chưa phải là đúng cái thuốc để trị bệnh con virus Vũ Hán này. Nó chỉ là emergency trong lúc khẩn cấp, chưa có chế ra được đúng thuốc thì mình sử dụng thuốc này thì nó rất khả quan. Thì đây cũng là một cái tín hiệu mừng rồi. Vì vậy á, là cái hãng Novartis á, đã tặng 130 triệu cái liều thuốc này cho bên New York để mà chữa bệnh cho các bệnh nhân. Và cái công ty Bayer cũng đã tặng thêm 3 triệu liều thuốc để dồn về bên New York để mà trị bệnh cho những bệnh nhân ở bên đó. Thì là bởi vì ở bên đó bây giờ rất là khan hiếm thuốc. Nhưng mà hiện tại bây giờ rải rác khắp nước Mỹ mình á, thì cũng có rất là nhiều nơi đã sử dụng cái thuốc đó để chữa trị cho bệnh nhân rồi. Một cái tín hiệu mừng, mặc dù mình chưa biết chắc chắn 100% là chữa hết, nhưng mà khi mà được FDA approve là có nghĩa là họ cũng đã được cỡ 90%+ rồi thì mới có thể được như vậy. Một tin mừng đến cho chúng ta ngày hôm nay ha quý vị ha. Thông báo tin mừng đến quý vị. Và bây giờ Hồng Loan báo cho quý vị một cái tin này nữa, nó cũng rất là quan trọng á, là cẩn thận nha, coi chừng có những cái thành phần xấu nó giả mạo là
IRS nó giả mạo sở thuế, nó gọi đến quý vị để mà nó hỏi thông tin của mình. À, nó nói là nó muốn gửi check đến cho mình, thì nó sẽ hỏi họ tên, số điện thoại, địa chỉ, rồi số social này nọ. Quý vị nhớ rất là cẩn thận vấn đề đó. Bởi vì sở thuế không bao giờ điện thoại cho mình để mà hỏi những cái gì thông tin cá nhân hết. Hôm qua thì Hồng Loan nói nó gửi check đến, và ngày hôm nay thì có người là nhận được cái cú điện thoại đó, thì họ đã lên cái cộng đồng rộng rãi họ thông báo. Thì Hồng Loan cũng muốn thông báo đến cho tất cả quý vị. Hồng Loan không muốn ai mà người, tất cả những người mình mà bị những cái bọn xấu nó lường gạt hết. Và Lộc cũng muốn gửi đến những quý vị nào mà chưa biết, hoặc là đã từng biết nhưng mà đã nghe qua rồi, nhưng mà bây giờ Lộc xin nhắc lại. Thì ở đây là có những cái điều mà mình phải tránh, mình phải rửa tay liền ngay sau khi mà mình chạm vào những thứ này, là thú nuôi, chẳng hạn chó mèo. Nhiều người dắt chó mèo đi ra ngoài công viên đi dạo đó, xong rồi cái lỡ mà có một cái người nào khác cưng quá lại nói cho tôi rờ nó chút được không đừng nha, hoặc là lỡ con thú nuôi đó là mà nó bị chủ nó lây qua cho nó rồi, mình cũng đừng nên đứng gần tại vì nó dễ bị lây. Nhiều khi nó đi ngoài công viên rồi nó liếm những cái gì đó, nó hửi những cái gì đó, trong đó nó có con virus thì là nó liếm vô tên của người chủ. Thường chó với chủ mà thương nhau, chó nó hay liếm mình thì cũng rất là nguy hiểm. Và một cái điều quan trọng nữa là cái điện thoại cầm tay của quý vị. Cái điện thoại cầm tay của mình ít khi nào mà mình lau chùi lắm, đúng không? Nên thi thoảng thôi mình mới lau. Dạo gần đây Lộc với Loan hả, sợ quá đó. Lần nào đi chợ về cũng phải lau cái điện thoại đó. Mỗi lần mình lên xe là mình phải lau. Với lại nhớ nha, không bao giờ cầm cái điện thoại của ai mà nói chuyện hết nha quý vị. Ví dụ như là nhiều khi mình hay có gì nè muốn nói chuyện gì không, cái đưa cái điện thoại, mặc dù đưa vẫn cách xa nhau 6 thước, nhưng mà trong cái điện thoại đó nó là nó đã có con virus đó rồi. Rồi hả? Với lại mấy bữa là Lộc đi mua đồ á, chẳng hạn như đi Home Depot hay là đi lô để mà mua đồ sửa nhà đó, sợ nhất là cái thẻ ngân hàng á, ATM á, là cũng là nơi mà nó dễ lưu cái vi trùng nhất. Chứ là như cái nút bấm cả mình bỏ thẻ xong rồi mình phải bấm là accept, rồi mình cầm cái viết lên mình ký tên. Trời ơi, vừa làm xong những điều đó là phải rửa tay liền, chạy ra lấy alcohol đó với lại hand sanitizer là mình lau liền, mình chùi liền. Trời, ngồi nãy giờ mỏi chân đổi tướng kiếm cái chỗ ngồi ngồi chùm hổm sao ngồi nổi. Khoan, từ từ, trời ơi, ông ngồi đàng hoàng, ông làm xong lọt cái chùm kéo lên mới nổi rồi. Nhắc thì mới nhớ, kể quý vị nghe vui lắm. Hôm bữa gia đình Hồng Loan dẫn bé Gia Linh đi bơi á, kỳ cũng lâu rồi. Cái đi rồi có ông bà ngoại nữa. Ông bà ngoại thì ngồi ở trên bờ hồ á, thì xung quanh cảnh đẹp quá. Cái thì Lộc mới lấy cái máy ra Lộc quay nó, ông bà ngoại hôm nay dẫn Linh đi bơi rồi nha. Quay lùi lọ một cái chùm. Tiêu cái máy. Trời ơi, tiêu cái máy 300 mấy chục đồng quý vị. Trời ơi, xài đồ phí lắm á. Làm tốn tiền mua cái máy khác. Giàu quá à. Giờ là cho quay bằng phone không có mua máy gì. Bây giờ không xài máy nữa, quay kinh bằng phone cho hẹp rồi, không cho gì chắc nữa. Ăn cái phone lúc nào mình cũng nâng niu chiều chuộng hết đó. Thôi trở lại vấn đề đi, nói sao quá rồi kìa. Ok, không có chuyện này mà là muốn nói cho quý vị nghe. Ngày hôm qua có một cái nhóm người rất là đông, mấy chục người ở trên Los Angeles á, họ tổ chức sinh nhật. Trời ơi, thấy cái video quay mà giận như sợ luôn á. Mà quý vị biết không, mấy chục người vậy đó thì police họ nghe, chắc có lẽ hàng xóm thông báo, thì họ tới họ kêu là phải giải tán đám đông đi, không có được tụ tập đông như vậy. Cái ông mà chủ cái party đó, ổng còn cãi bướng nữa, nhất định không chịu. Nó không, nhà tôi tổ chức như vậy đó, mấy chục người này không ai bệnh. Trời ơi sao làm biết sao được? Biết được không ai bệnh mà nói chuyện một cách bướng bỉnh. Rồi ông police mới rất là nice, xong mới nói là thôi bây giờ chúng tôi chỉ cho tụ tập dưới 10 người thôi, quý vị hãy giải tán bớt đi, chỉ giữ lại 10 người thân thiết, nhất định không chịu.
cái police nói bây giờ mà không chịu là coi như là phạm luật là ổng bắt đi á. Cái ông đó ông còn nói giờ muốn bắt ổng bắt đi chứ ổng không chịu giải tán. Người bướng dễ sao bướng. Nhưng mà cuối cùng thì police cũng bắt buộc tất cả mọi người đó là phải giải tán hết, chứ đâu có nói mà bướng như vậy được. Nên người ta cứ nghĩ đó là cái chuyện mà người bị bệnh, người bị chết đó, là của người khác chứ không phải của mình. Mà hả, thời buổi giờ báo động đỏ rồi mà cứ tổ chức như vậy, đâu có biết ai là bệnh, ai là không bệnh đâu, rồi lây lan, rồi lo hại cho gia đình, hại cho con cháu, hại cho xã hội. Quý vị biết đó là ở New York đó là đã 400 người cảnh sát họ mắc cái bệnh này rồi. Đó là cũng vì vậy đó, cứ tụ tập nhau vi phạm luật để mà họ phải đến gần họ giải quyết. Thì khi họ đến gần quá nhiều người như vậy thì rất là dễ bị lây bệnh, rất là tội nghiệp cho cảnh sát. Nói đến đây cảnh sát á, cảnh sát, bác sĩ, y tá là những cái người mà cơ hội dễ gây nhiễm nhất, tại vì họ luôn tiếp xúc gần với người bệnh nhiều lắm. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 cũng là cái ngày mà Nation Doctor Day. Chúng ta hãy vỗ tay cho cái ngày của doctor nha quý vị. Hồng Lan nghe một người bạn là có làm nurse ở bên New York đó, thì cô có nói là cũng cảm thấy rất là ấm lòng khi mà mỗi buổi chiều tối đó là đúng một cái giờ đó là đồng loạt cả thành phố New York đồng vỗ tay để giống như là chia sẻ động viên cho các bác sĩ, các y tá, cảm thấy ấm lòng. Nhưng mà tội nghiệp lắm, những người bác sĩ y tá đó đó về nhà đó cũng dám gần gia đình, có người phải xuống garage ở nếu mà nhà không có phòng, còn có người phải qua phòng khác ở. Có hai cái anh chị đó là làm y tá đó, thì người mẹ của anh đó đó muốn vô nhà thăm mà anh nó không có cho mẹ vô thăm, coi như là mẹ chỉ đứng bên ngoài và nói chuyện với nhau thôi. Anh còn nói là nếu như á mẹ vô mẹ thăm rồi mẹ bị bệnh, con là người y tá bác sĩ ở trong đó, mà khi mà mẹ đã tới nặng rồi, rồi thêm một người trẻ nữa cũng nặng như vậy, thì bắt buộc phải nhường cái máy thở cho người trẻ. Mà con không muốn điều đó xảy ra. Khi mà như vậy đó thì con là người lây bệnh mẹ, mà con lại để cho mẹ gặp vô cái tình trạng đó. Con không có thể nào mà sống nổi mà không trong cái hoàn cảnh đó là như vậy. Không thể nào làm chuyện đó được, không thể nào chịu nổi cảnh tượng. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cái công lao, những cống hiến mà của người bác sĩ, y tá cũng như là cảnh sát đã giúp cho chúng ta trong cái thời điểm này ha quý vị. Thôi bây giờ mình nói lại những cái chuyện vui ha. Hồng Loan hôm qua có nói về cái vấn đề mà nghệ sĩ mà bị tù túng trong nhà mà nói điên á. Có người hỏi là không biết Hồng Loan có bị giống vậy. Cho nổi điên á là chắc ở trong chui vô toilet đóng cửa lại điên mình rồi, chứ không dám. Ông này không thấy ông quay lại chết liền. Lộc với lại Loan á bị tù túng quá thì đây nè. Đây là cái cơ hội mà Lộc với Loan được giải tỏa. Cũng được, rất là may mắn là có cái chỗ này để mà giải tỏa với quý vị á, là xả stress nhiều lắm với nhau. Nếu không quay cái này á là hai đứa sẽ nói điên trong nhà. Hồng Loan chia sẻ với quý vị á là nhậu nha, nhưng mà vẫn giữ khoảng cách ha. Chúng ta có thể nhậu 3-4 người được, nhưng mà ngồi đúng khoảng cách 2 mét. Chia sẻ một cái clip vui vui của anh Hữu Châu là cousin của Hồng Loan á. Anh Hữu Châu là con của bác hai Hồng Loan, là ba Hồng Loan là thứ sáu. Quý vị coi này nha. Ngồi nhậu mà cũng ly từ xa. Đó, muốn lấy đồ ăn cái người đứng lên lấy nha. Gấp 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 xong cái người này vừa ngồi xuống cái tới người kia. Vậy cho chắc ăn đi. Nhậu mà cũng giữ đúng tiêu chuẩn mà nhà nước đưa ra chứ bộ. Có một cái chuyện nữa là ở bên Mỹ thì có một cái ông đó, ông cũng lớn tuổi rồi, ông đi ra ngoài đường nữa, thì ông lúc nào ông cũng cầm theo một cái cây thước, mà cây thước cây xây dựng đó, cái loại thước mà xếp đó, kéo ra đó. Ông kéo đúng 6 feet xong kia, xong cái ông đi ông dò quá cái thước xung quanh ông coi cái cách xa đúng 6 feet đúng 6 feet không? Ai mà trong tầm thì cho tới, ai mà không tầm nó đẩy kỹ như sợ ha. Quý vị mốt đi chợ nhớ cầm đi theo giống vậy nè, nhìn nè.
nhìn giống như đi dò máy dò kim loại dò mìn. Ông lo nha, giờ Ngân tưởng tượng giống giống mà mấy người mà đi ngoài đồng ruộng để phun thuốc trừ sâu. Không biết quý vị xem quý vị có cảm giác tưởng tượng giống cái gì comment cho ông Lân biết ha. Mọi người tình hình bây giờ nó căng lắm á nha. Nếu mà không có chuyện gì á, ra đường á, thì đừng nên ra đường. Mấy bữa nay á, có những người bạn comment ở trên đây nói tại sao thấy Lộc hay mệt mỏi, hay coi như là không tươi. Thì Lộc mới đi xét nghiệm. Thì mọi người ơi, Lộc có bầu rồi. Còn giờ mà đi vô đẻ là không có giường để đẻ đâu á. Giường cho bệnh nhân virus hết trơn rồi. Bây giờ á quý vị, cái cô mà US Navy Hospital đó đã cập bến New York rồi, thì những cái bệnh viện ở trên tàu đó là sẽ được chuyển tất cả những bệnh nhân mà không có bị bệnh COVID-19, những bệnh nhân đó đi lên trên tàu đó nằm cho an toàn, và nhường lại những cái bệnh viện, những cái phòng bệnh cho những người mà bị bệnh COVID-19. Thì con tàu đó là có được 1.000 cái giường bệnh. Đó, quý vị thấy trang thiết bị cũng rất là đầy đủ, giống như các bệnh viện khác vậy đó quý vị. Một tin vui đến với New York nữa. Một chút nữa đó, Hồng Lan sẽ quay nhanh cái clip mà gửi đến quý vị để mà may khẩu trang. Còn nếu mà gia đình nào không có người khéo tay mà không may khẩu trang được, thì chúng ta cũng có hai cách để mà sử dụng khẩu trang như sau. Cách thứ nhất, tạ em bé. Quý vị nhìn cái video này nha, quá hay luôn đó. Cách thứ hai mà không biết có ai dám làm không, quần xà lõn của ông chồng. Có người, nhiều người có ý kiến rồi, idea rồi hay ghê, quý vị xem nè. Có ai dám làm ông chồng là không biết nha. Có người còn dùng mà áo ngực của phụ nữ nữa. Áo ngực phụ nữ thì phải cắt mai đồ ấy lên. Con này là tiện lợi, làm liền tại chỗ luôn, không cần phải làm gì hết luôn. Không, tiện lẹ nhất á, đang mặc áo thun nè, đó lột ngược lại trùm lại là cũng được rồi. Cái sẽ chia sẻ cái clip của Gia Linh có làm cái áo thun á, làm thành cái mask thun cho quý vị coi. Đây. Not really easy, but like, yeah, the way I like to do it, this is my model. Okay, have to put your face here and then turn on, turn off. Then turn this back. So pull this down. If you have these, tie them up like right here. Clip them. Nãy giờ chia sẻ với quý vị chút ít vui vui ha. Rồi để coi vài bữa nữa có bầu, có bụng có bự lên không, quay cho quý vị coi. Mấy bữa nay á, là lý do Lộc mệt á, là do thức khuya, mê làm nhạc, sáng tác rồi edit phim. Nên khi mà thiếu ngủ chút xíu buổi tối, tại ngủ khuya lắm mà ngủ không được, cứ ra ngủ nằm xuống là mở mắt dậy, cứ mình cứ trong đầu mình cứ suy nghĩ những cái chuyện không vui, mình mới kiếm một cái gì khác mình làm. Thì là Lộc cái sáng tác cái bài nhạc cho bé Gia Linh và ông ngoại Bảo Quốc. Chút nữa mình sẽ quay ha. Chút nữa là Lộc với Loan sẽ quay bài hát đó, đã thu âm rồi. Bài hát rất là dễ thương. Mong là quý vị hưởng ứng bài này và share nhiều nhiều ra. Quý vị có cảm giác giống Hồng Loan không? Mỗi đêm mình ngủ xong mình mở mắt dậy, cái mình tưởng tượng là không có chuyện gì xảy ra hết. Mình ước gì là dịch nó tan biến hết, nó giống như là một cái giấc mơ. Thì Hồng Loan cũng cầu mong điều đó, một ngày nào đó mình mở mắt dậy thì được cái thông tin đó là đã có thuốc ngừa, đã có thuốc trị hết bệnh và mọi việc sẽ trở lại như bình thường ha quý vị ha. Rất vui được nói chuyện với quý vị, nói chuyện như vậy xả stress được rất là nhiều. Không biết quý vị xem Hồng Loan với Lộc nói chuyện có xả stress không vậy? Chứ có thì like nha, like với lại comment cho Hồng Loan biết ha. Ok, mình hẹn nhau lần sau mình nói chuyện nhiều hơn nữa. Chào tạm biệt quý vị.